Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho các anh em những cái mẫu mà bên vườn em đang xài ha. Những cái thứ mà nó cơ bản liên quan đến chúng ta chăm sóc cây cảnh, cây mai này kia anh em, làm vườn cũng được nha. Đó. Cụ thể là gồm có cưa nè, rồi cạp. Đây là những cái mẫu mà bên em đang xài, giá thành hợp lý nhưng mà em thấy xài nó rất là chất lượng nha anh em. Đó. Đặc biệt bên em gửi đi là anh em được quyền kiểm tra và thử hàng sau đó mới thanh toán nha. Đó. Nên anh em không có sợ mua trên những cái trang mạng. Đó. Nhiều khi nó không cho xem hàng. Đó. Nhưng mà bên em thì đặc biệt ha, cho xem hàng, cho thử hàng luôn, ưng cái bụng rồi chúng ta thanh toán cho nhân viên nha. Cụ thể thì hôm nay gồm có cạp nè, cưa có hai loại, cạp cũng có hai loại vậy đây, rồi kéo cắt cành cũng có hai loại luôn, rồi có cả dao ghép ha, có dao ghép nữa. Rồi và đặc biệt hôm nay ha, có cả đục anh em nha. Đục thì mấy lúc anh em cũng hay hỏi này, đục thì em chỉ có hai cái mẫu mà chúng ta thông dụng nhất hay xài nhất. Thứ nhất là cái loại đục dẹp. Đục dẹp thì có cái cỡ lớn và cái cỡ nhỏ ha, để đáp ứng nhu cầu của mỗi người sử dụng trên cái cây nó lớn hay trên cây nhỏ ha. Nó có hai loại, một loại đục dẹp và một loại đục móng. Đục móng là nó hơi cong nên nó cong như cái móng tay vậy đó này ha, nó cũng có hai cỡ luôn, một cỡ lớn và một cỡ nhỏ. Nó cũng cong như nhau thôi nhưng mà nó rộng hơn và nó hẹp hơn đó. Thì cụ thể thì em sẽ giới thiệu cho anh em và báo giá chi tiết cho anh em xem ha, anh em thấy hợp lý để phù hợp với cái mức tiền, phù hợp với cái tiền ship để anh em thỏa thuận chúng ta gửi hàng đi nha. Đó. Thì em sẽ giới thiệu nhanh cho anh em xem những cái đơn hàng nào trên 200.000 thì em sẽ bao ship ha. Những đơn hàng nào mà dưới 200.000 thì anh em chịu thêm cái tiền phí ship giúp em nha. Đó. Thì đây những cái mẫu mà bên vườn em đang xài mà em giao lưu cũng rất là nhiều rồi, hầu như có nhiêu đây thôi, em không có những cái loại khác đâu. Những cái loại mà em đã xài, bên vườn em đã xài qua rồi và nhiều người dùng, ai cũng đánh giá là tương đối là ổn ha, giá thành hợp lý nhưng mà cắt tốt, xài ok luôn. Còn mấy cái dụng cụ mà người ta nói 200.000 4 món 5 món gì đó không có xài được đâu anh em ơi, mấy cái đó bảo đảm anh em mua về là đem dục tiền đi thôi, không có xài được. Còn cái này đó, bảo đảm anh em test hàng là xài, là những cái mẫu này em vẫn đang xài ha, 2 năm rồi em vẫn còn xài nè. Rồi em giới thiệu nhanh với báo giá luôn nha. Rồi đầu tiên là dòng cái dòng cạp đây. Cái cạp này là cạp dòng cái cây này là dài 21 nha, 21. Đây là cạp xéo nè. Cạp thì em có cạp xéo và cạp tròn ha. Cạp xéo và cạp tròn cùng một loại luôn nha. Cắt thử, test thử cho anh em xem. Cũng là dài 21 cm luôn nha. Cùng giá là 360 một cây. Khi mà anh em lấy một cặp á là chỉ có 700 thôi. Một cây thì em cũng bao ship nha. Mà một cặp á, từ một cây á thì 360 mà một cặp thì chỉ có 700 thôi và bao phí ship luôn. Đó, cứ đơn nào trên 200 là em bao ship ha. Đó. Đây là cái dòng cặp mà đã lựa chọn hết rồi. Đó. Răng nó rất sát, nó rất khít, bấm là ngọt ngào, bấm giấy cũng đứt ngọt luôn, không có cù nhay nha. Rồi. Tiếp theo nữa dòng cưa, cưa này anh em cầm anh em xài không ưng bụng là không lấy tiền luôn. Có nhiều người là mua một cây về xài mê quá, mua lần 3-4 cây anh em về xài ở vườn á. Thiệt, anh em cầm vô cưa là ưng bụng liền. Cái cây cưa này chiều dài của cái lưỡi là 1 tấc 6 nha. Chỉ có 1 tấc 6 thôi nhưng mà cái cây mà như cổ tay anh em cưa phà luôn. Đó, nó gặm ngọt lắm. Đó, cái lưỡi đúng 1 tấc 6 nha. Đây. Rồi, bề rộng nó khoảng chừng 3 phân ha, 3 cm.
Rồi cây cưa 1 tấc 6 giá thành cũng 160 luôn đó. Nên anh em nhiều khi anh em thấy cái giá thành với lại cái cưa chút xíu vậy sao mà so với một số cái trang mạng nó bán có mấy chục ngàn một cây à, nhưng mà tiền nào của nó nha anh em, anh em đừng có bị lầm nha. Nhiều khi nó khuyến mãi nó bán gì đâu mà 4-5 món gì có 200 ngàn không có xài được đâu đó. Còn cái này anh em về test ok là anh em trả tiền nha, 160 một cây. Rồi đây tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu về kéo đó, kéo cắt cành. Thì đây là cái mẫu sản phẩm mà em giới thiệu rất là lâu đời luôn rồi, mấy năm rồi anh em nha. Chỉ một loại, chỉ hai loại duy nhất là thôi. Thứ nhất là cái mẫu này giống cái mẫu Sada nè, nhưng mà không phải Sada nha. Anh em nhìn kỹ cái Sada hiện tại bây giờ, cái mẫu Sada nó 4-5 loại lận, anh em mua rất dễ bị nhầm ha, loại 2, loại 3. Nhưng mà riêng cái mẫu này có một loại duy nhất nha, chữ khắc chìm rất là sâu như vậy này à, khó nhận biết, anh em nên nhận nó rõ ràng ha. Và cắt thì anh em khỏi phải với bàn luôn, cây này mà cắt thì rất là êm tay à, đứt ngọt mà cũng tương đối bền nha, 2 năm khỏe ru luôn á, anh em xài 2 năm là khỏe luôn á, hơn 2 năm em vẫn xài mà. Rồi cây này giá bán là 180 cây, tục chục ngàn một cây nha. Chiều dài của nó là 21 cm, giá bán là 180 ngàn một cây. Đây đó, chắc nụi ha, nó chắc nụi, nó không có cần phải là so thay thế gì kia đó. Những cái mẫu Sada nó dễ văng lắm nên mới cần là so thay thế, còn cái loại này thì nó chắc chắn lắm. Rồi cái mẫu thứ hai, cái mẫu này mẫu truyền thống bên em giao lưu luôn nè, rất lâu đời xưa nay luôn, ai xài cũng khoái hết. Cái cây này á, cái chiều dài nó là 20 cm nha, 20 cm. Cái cây này anh em dùng để phá bầu cắt rễ thì thôi bao phê luôn, nó cùi nó lì lắm đó, nó cùi nó lì hơn cây này nữa, nhưng mà cắt cành số lượng lớn đó, nó sẽ không êm bằng cái cây cây đen nha. À, cây trắng này thì nó không có cắt xả bầu thì nó bền đó, nó bền nó lì đó. Cây trắng này á thì giá là 160. Khi mà anh em mua kết hợp với kéo tỉa này nè, đây là kéo tỉa mà bên em cũng xài rất là nhiều và giao lưu cũng rất là nhiều, ai cũng ưng ý hết nè. Nè đinh tán đều là inox nha, tay cầm inox, lưỡi thì có răng chống trượt li ti đây đó. Tác dụng là anh em để bấm dâm cắt bo cắt lá, nó không có tuột cái cành về trước đó. Cái răng chống trượt này nó hay lắm, nó bám lại đó, anh em thấy không, cắt rất là sắc ngọt đó. Anh em lưu ý ha, đây là dòng kéo tỉa nên anh em chỉ bấm dâm cắt lá, còn anh em cắt những cái cây lớn hơn như đầu đũa ăn này kia thì anh em đừng có bấm ở mũi nha. Ở mũi này chỉ bấm cành dâm, bấm cành dâm thôi. Còn các cành lớn hơn á, như đầu đũa ăn này kia á, thì anh em cắt sát vào trong này nha. Để đảm bảo chúng ta xài được lâu, nó bền. Rồi cái kéo này giá giao lưu là 80.000 nha, 80.000 một cây. Khi anh em mua kèm cây kéo cắt thì sẽ được bớt 10.000 ha, 10.000. Ví dụ anh em mua một cây kéo cắt này là 160, với cây kéo tỉa là 80, cộng lại là 240 lận. Nhưng mà anh em mua một cặp này là chỉ có 230 thôi và được bao phí ship đến nhà luôn ha. Còn khi anh em mua một kéo với cái kéo này á thì là 180, cộng lại là nó tới 260 lận. Nhưng mà khi anh em mua một cặp này chỉ có 250 thôi và bao phí ship tới nhà anh em luôn nha. Anh em chỉ đưa địa chỉ và chờ nhận hàng, rồi anh em được quyền kiểm tra thanh thử ok rồi anh em thanh toán cho nhân viên nha. Rồi tiếp theo cái dòng dao ghép em giới thiệu cũng rất là nhiều rồi đó. Bên em giới thiệu chỉ có mỗi loại này thôi, nó là hiệu Watashi ha. Hiện tại trên thị trường nó có cái mẫu giống y chang vậy luôn, nhưng mà chữ nó sơn ở trên có phần lưỡi á, nó sơn chữ Japan hay nó chơi người mắt in Japan gì đó. À, mấy cái đó là xài không có được nha, cùi ngay lắm, nó không có bén. Em đã mua về mấy lần giao lưu rồi, bị mắng vốn nhiều quá nó không có lấy đó, nên em chỉ có giao lưu mỗi loại này thôi. Và bên em cũng đang xài loại này đó, rất là bén và rất là bền, nó thép, cái thép của nó là nguyên cây luôn. Rồi cái dao ghép này giá là 201 nha đó, tiền nào của đó anh em mua một cây xài hoài luôn. Rồi tiếp theo nữa là dòng cưa
Dòng cua này là dòng cua của Hàn Quốc nha anh em, chính hiệu của Hàn Quốc nha. Đó, bảo đảm anh em là không có sai hiệu. Đó, cam đoan luôn ha. Rồi cây cua này anh em nhìn nè, đó lưỡi nè, đó, chiều dài của cái phần lưỡi này là 25 cm nha. Đây răng cỏ sắc ngọt luôn, răng cỏ thì khỏi chê luôn. Rồi cây cua này đó, nó có gắn gấp cán mũ đặc ha. Cây cua này giá giao lưu cũng là 250 luôn nha. Đó, mũ đặc luôn, cầm rất là chắc chắn. Cây cua Hàn Quốc nha, cua Hàn Quốc. Rồi 250 nha, đồng nghĩa với việc em bao ship luôn. Mua một cây này em cũng bao ship ha. Đó. Rồi tiếp theo nữa em sẽ giới thiệu đục nha. Đục thì bên em có 4 cây đục, 4 cái kiểu. À, 4 cái cây khác nhau, kiểu khác nhau, nhưng mà thực tế thì nó chỉ có hai loại thôi ha. Đó. Nhìn cái cua mèo nè, em nhìn anh còn ghiền nữa. À, cua đã lắm em, cua nó đất rất là ngọt, êm tay lắm, nó kêu cái âm thanh cũng thấy cũng phê nữa, kêu sẹp sẹp sẹp, mê lắm. Cái âm thanh của nó gặm trong cái sớ gỗ á, nghe nó cũng đã tay nữa, êm lắm. Đó. À. Đó, dòng cua này tương đối dày nha, cái lưỡi tương đối dày. Đó, dày lắm, cứng cáp, chắc chắn. Ừ, màu sáng, lỡ có quên ngoài vườn tìm cũng dễ. Rồi đục ha. Đó, đục em sẽ giới thiệu đục cho anh em xem nè. Đây cụ thể về đục và báo giá luôn nha. Rồi đầu tiên là cây đục móng. Đó, nó cong cong vậy nha, mục đích là để chúng ta đục khoét. Đó, đây cái bề rộng của cái phần lưỡi này nó là 1,5 nha. Đó, nó 1,5. Đây là hàng thủ công Việt Nam, làm từ nhíp xe, và cái cán là bằng gỗ nghiến nha. Đó, cán bằng gỗ nghiến. Rồi cũng cái mẫu thứ hai này cũng là cây đục móng luôn, nhưng mà cái bề rộng nó 2 phân. Đó, nó 1/2/8 đến 3 phân, 2/8 đến 3 phân ha. Đó. Rồi cái mẫu thứ ba cũng là cái mẫu đục dẹp, nhưng mà bề rộng nó khoảng gần 3 phân nha. Đó, cũng giống như vậy nè, nhưng mà nó là cây đục dẹp. Đó. Rồi đồng giá là 50.000 một cây nha. Đó. Đục to đục nhỏ gì cũng 50.000 hết á. Rồi cây thứ tư cũng là đục dẹp mà bề rộng nó khoảng 1/1/5 ha, tất cả là bằng gỗ nghiến, làm từ thép nhíp xe và hàng thủ công Việt Nam nha. Rồi 50.000 một cây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.